Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hé lộ bức ảnh cưới đầu tiên của Ngọc Sơn Như Quỳnh. Sau những ồn ào về chuyện tình cảm và úp mở chuyện đám cưới, mới đây những hình ảnh đầu tiên về ảnh cưới của Ngọc Sơn Như Quỳnh đã được tiết lộ. Trong bức ảnh vừa rò rỉ, có thể thấy Như Quỳnh nở nụ cười tươi, tựa vào vai chú rể Ngọc Sơn. Sau những sóng gió về chuyện tình cảm, giờ đây Ngọc Sơn và Như Quỳnh đã chính thức về chung một nhà vượt qua tâm bão dư luận. Trước đó, tin đồn Như Quỳnh, Ngọc Sơn về chung nhà vượt qua tâm bão dư luận. Trước đó, tin đồn Như Quỳnh, Ngọc Sơn tới studio của em TK Trung Thanh Phong cũng đã được lan truyền một cách chóng mặt. Nhiều fan bán tin bán nghi về sự thật. Nhưng khi những hình ảnh đầu tiên về tấm thiệp cưới độc đáo của cặp đôi được tiết lộ, nhiều fan đã vô cùng vui mừng và chúc phúc cho cặp đôi ồn ào nhất showbiz thời gian qua. Đáp trả những lời lẽ không hay của cư dân mạng, Ngọc Sơn có màn trả lời hết sức sâu cay khi cho rằng nếu công bố rộng rãi đám cưới thì sẽ được cho là lợi dụng để PR. Vì thế anh không công bố rộng rãi thông tin cũng như hạn chế khách mời tới dự đám cưới. Đám cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 tới đây, với yêu cầu của cặp đôi là mặc trang phục đen và đỏ. Bên cạnh đó, chỉ những khách mời có thiệp mới được phép dự đám cưới. Vừa qua, Như Quỳnh đã có dịp đến thăm nhà ca sĩ Ngọc Sơn. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai có dịp tâm sự, trò chuyện trong căn nhà của nam ca sĩ dù đã là đồng nghiệp khá lâu. Ngọc Sơn cho biết ngày xưa, trong một lần được một đạo diễn giới thiệu hợp tác với Như Quỳnh, anh đã vô cùng ấn tượng với nữ ca sĩ. Trong quá trình làm việc và kết bạn sau đó, anh từng thương thầm và muốn tán tỉnh Như Quỳnh. Khi ấy Như Quỳnh chỉ mới mười mấy tuổi. Với riêng Ngọc Sơn, Như Quỳnh luôn toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa trong trái tim người khác. Nữ ca sĩ không chỉ có phẩm chất tốt trong nghề nghiệp mà trong cả cuộc sống đời thường. Mỗi lần đi lưu diễn hải ngoại, NH thường chỉ đi diễn rồi về nghỉ mà không đi đâu khác. Nhưng nếu Như Quỳnh mời đến nhà là lúc nào anh cũng có mặt. Trước đó, Ngọc Sơn cũng từng cho biết với anh tiếng sét với Như Quỳnh còn hơn cả ái tình bình thường. Đến hiện tại, anh vẫn còn giữ sự yêu mến Như Quỳnh, lay động một cách tự nhiên nhất. Nam ca sĩ còn hài hước sửa lời bài hát để thổ lộ tình cảm, lỡ yêu Như Quỳnh biết phải làm sao. Làm sao để em hiểu rằng, tim anh đã lỡ yêu rồi nhưng Như Quỳnh có hiểu Ngọc Sơn. Về phần Như Quỳnh, chị dành tình cảm và sự ngưỡng mộ với đàn anh. Tôi ái mộ Ngọc Sơn từ khi còn là một cô bé. Lúc đó tôi rất nghèo, không có đủ điều kiện để xem anh Ngọc Sơn trình diễn. Chỉ ao ước làm sao để có thể một lần tận mắt chứng kiến người thần tượng mà mình từng ái mộ. Thời gian ấy, tôi thậm chí còn ước phải chi mình là con trai thì cũng sẽ bắt chước giống anh Ngọc Sơn. Như Quỳnh bộc bạch, nữ ca sĩ cũng cho biết chị cảm kích và cảm thấy hạnh phúc khi luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía Ngọc Sơn trong các hoạt động nghề nghiệp. Nhiều người cho rằng cuộc đời của Như Quỳnh giống như ca khúc Phận được viết dành riêng cho chị. Một người phụ nữ đẹp đến thế, lại chuyên chuyên đến thế, sinh ra trong gian khó, Như Quỳnh vươn lên trong vòng tay của mẹ khi thiếu vắng hình bóng của người cha. Tiếng hát giúp chị có được sự nghiệp nổi trội nhưng đường tình duyên lại hết sức lòng đong. Tháng 10 năm ngoái, Như Quỳnh bị đồn thổi sắp kết hôn với nam ca sĩ Ngọc Sơn là đồng nghiệp lâu năm. Cả hai rất thân thiết và tới chơi nhà nhau. Tin đồn khiến hai người phải lên tiếng đính chính. Với Như Quỳnh, chị không tính tới chuyện đi bước nữa vì không muốn con gái buồn. Sự nghiệp ở hải ngoại của Như Quỳnh lên như diều gặp gió từ năm 1994. Khi đó, nữ ca sĩ với gương mặt xinh như búp bê đã lay động trái tim người nghe bởi tuyệt phẩm Người Tình Mùa Đông. Rất nhanh sau đó, Như Quỳnh là một giọng ca được khán giả hải ngoại yêu thích với nhiều bản hit. Song hôn nhân lại không mỉm cười với chị. Ông xã chị đẹp trai như tài tử. Cả hai có con gái Melody Đông Y vào năm 2007. Vậy nhưng chẳng bao lâu chị tuyên bố cuộc sống vợ chồng chấm dứt vì không thể mang lại hạnh phúc gia đình thực sự cho anh. Sau này, Như Quỳnh vẫn tự trách mình ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của con gái để con có được một gia đình trọn vẹn. Chính vì vậy người đàn bà đẹp ấy luôn muốn bù đắp cho con. Chị không muốn tái hôn vì sợ con tủi thân. Chị vẫn đẹp lạ thường ở tuổi 49, dù nhiều người để mắt vẫn không muốn đi bước nữa. Cùng tuổi đời và tuổi nghề,
cùng sở hữu sự nghiệp âm nhạc cùng với nhiều bài hit và có chỗ đứng vững chãi trong dòng chảy bolero. Song có điều Ngọc Sơn và Như Quỳnh chưa bao giờ kết hợp với nhau trên sân khấu hay trong một dự án âm nhạc nào. Chính bởi vậy nên sự xuất hiện của ông hoàng nhạc xến Ngọc Sơn trong live show riêng của Như Quỳnh diễn ra vào tối mùng 8 tháng 3 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhận được rất nhiều sự chờ đợi và phấn khích của người hâm mộ. Chia sẻ về giọng ca người tình mùa đông, Ngọc Sơn hào hứng tiết lộ anh từng được một người bạn quảng cáo về Như Quỳnh từ khi còn chưa có dịp mắt thấy tai nghe cô em ca sĩ ở ngoài đời. Đó là vào năm 1987 khi Ngọc Sơn quay video ca khúc Hoa Sứ Nhà Nàng và sau đó gửi cho một người bạn là đạo diễn xem để góp ý. Người bạn này sau khi nghe xong đã nói với Ngọc Sơn về một nữ ca sĩ hát rất hay, lại xinh đẹp mà nếu kết hợp với Ngọc Sơn thì chắc chắn sẽ tạo nên sự kết hợp có một không hai vô cùng thú vị. Thời điểm đó, Ngọc Sơn đã là cái tên được khán giả biết đến, được các hãng băng đĩa săn đón, còn Như Quỳnh vẫn là gương mặt mới. Tò mò trước lời giới thiệu này, Ngọc Sơn tìm xem clip của cô ca sĩ kia và biết đó chính là Như Quỳnh. Ngay khi xem clip Như Quỳnh hát, Ngọc Sơn đã bị chinh phục không chỉ bởi giọng hát nhẹ nhàng đạt đến độ tinh khiết một cách tự nhiên, trong vắt như pha lê mà còn bởi nét đẹp đậm chất Việt Nam của người con gái này. Nhưng cũng phải chờ đợi đến hơn 3 thập kỷ sau, mối duyên âm nhạc của cả hai mới đến. Phần vì năm 1993, Như Quỳnh cùng gia đình ra nước ngoài định cư, phần vì cả hai đều bị cuốn theo công việc và những biến động trong cuộc sống riêng. Và còn một lý do quan trọng nữa là bởi chưa ai đứng ra tác hợp cho hai giọng ca này nên duyên trong âm nhạc. Mặc dù quãng thời gian dài trước đó, Ngọc Sơn và Như Quỳnh từ chỗ là đồng nghiệp đã trở thành anh em thân thiết gắn bó với nhau ở ngoài đời ông hoàng nhạc xến kể. Như Quỳnh rất kỳ lạ, sự kỳ lạ này toát ra từ giọng hát đến phong cách sống ở ngoài đời. Qua những lần đi diễn chung với nhau trong các chương trình ở nước ngoài, anh rút ra một kết luận rằng Như Quỳnh là người phụ nữ lạ lùng hiếm hoi mà anh từng gặp. Bởi lẽ, con người ai cũng có lúc vui lúc buồn. Nhưng thời điểm Như Quỳnh gặp khó khăn và sóng gió trong cuộc sống riêng, nữ ca sĩ này cũng chưa bao giờ thể hiện tâm trạng buồn bã hay có những phản ứng tiêu cực của một người đang gánh chịu nhiều áp lực. Thay vào đó, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và nhẹ nhàng, chưa bao giờ to tiếng với ai. Có một điểm chung mà Ngọc Sơn rất quý ở Như Quỳnh, đó là nữ ca sĩ này không mắc bệnh sao dù đã là ngôi sao thực sự. Điều này thể hiện ở việc dù hát trong một chương trình mà mình là nhân vật đinh, Như Quỳnh cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu phải xếp tên của mình lên trước hay tiết mục của mình ra sau. Nhiều lần chứng kiến điều này, Ngọc Sơn càng thêm yêu mến và cảm phục người em ca sĩ. Cũng theo chia sẻ của Ngọc Sơn, anh cũng nhiều lần đi ăn chung với gia đình của Như Quỳnh gồm bố mẹ, chú, em trai và nhiều người thân khác. Có lần mọi người hẹn gặp nhau trên một bãi biển ở nước ngoài. Anh nhớ mãi hình ảnh hai người nghêu ngao hát vào giữa không gian mênh mông sóng cát, rất vô tư và hồn nhiên. Trong khi mọi người vui vẻ gọi bia để uống thì Như Quỳnh rụt rè gọi một cốc sinh tố mặc cho bị mọi người vừa trêu vừa thuyết phục mà không được.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.